Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cẩm nang thân thủ của PUBG Mobile Việt Nam. Hôm nay, hãy cùng đồng hành với Ad để tìm hiểu về chuyên mục kỳ này với chủ đề những điều bạn cần biết về dòng súng trường DMR. Thật đáng tiếc rằng người chơi thường không mấy ưa chuộng sử dụng dòng súng này trong PUBG Mobile. Lý do là bởi vì nhiều người chơi cho rằng loại súng này khá phức tạp và khó để sử dụng. Nhưng nếu bạn biết cách sử dụng khẩu DMR một cách hợp lý, bạn sẽ luôn muốn sử dụng chúng không ngừng. Vì DMR có thể rất hữu ích trong trường hợp mà các dòng súng khác không thể đáp ứng. Ở tầm trung thì sát thương của dòng DMR cực kỳ uy lực. Bạn thậm chí có thể kết liễu đối phương ngay lập tức khi giao tranh vừa mới chớm mở ở đầu. DMR mạnh đến như vậy đấy. Điều quan trọng là chúng ta sẽ bàn đến việc điều chỉnh cảm giác khi sử dụng cho từng loại trong dòng súng DMR như thế nào trong chủ đề ngày hôm nay. Tiếp sau đó là một số mẹo hữu ích khi sử dụng dòng súng DMR một cách hợp lý. Các tricks về thao tác tay và một số bài tập cơ bản khi sử dụng DMR để kiểm soát độ giật của súng một cách hiệu quả. Vậy, tại sao chúng ta nên thường xuyên tận dụng dòng DMR? Vì chúng có thể gây ra một lượng sát thương lớn chỉ với một ít đạn. Khi đang sử dụng DMR, ưu tiên nhắm bắn vào đầu đối phương vì bạn có thể hạ gục đối phương chỉ với 2 phát bắn vào vùng đầu kể cả khi họ đang trang bị mũ level 3. Tuy nhiên, khi sử dụng mini thì các bạn cần thêm một phát bắn nữa mới có thể hạ gục được đối thủ vì lượng sát thương của mini 14 gây ra là ít hơn so với các dòng DMR khác, nhưng mini vẫn có thể hạ gục đối phương với trang bị mũ level 2 chỉ với 2 phát headshot. Biết rằng, để bắn được headshot là rất khó và không thể lúc nào cũng thực hiện được. Nên khi các bạn có bắn vào thân thì vẫn có thể gây ra được một lượng sát thương lớn. Nhưng nếu các bạn muốn sử dụng DMR một cách hiệu quả thì vẫn nên ưu tiên nhắm vào vùng đầu. Ít nhất nếu bắn trúng một phát sẽ rất tốt khi các bạn bắn phát đầu tiên là headshot. Nên mỗi khi chuẩn bị bắn phát đầu tiên, hãy dành thời gian để căn chuẩn vào đầu để gây ra sát thương chí mạng. Sau đó nhanh chóng bắn thêm một phát nữa vào thân. Như thế có thể giúp các bạn hạ gục đối phương một cách dễ dàng. Mặc dù các bạn có thời gian căn chuẩn cho phát đầu tiên, nhưng phát thứ hai sẽ không như vậy. Thêm nữa là vũ khí của bạn sẽ xuất hiện tình trạng giật nảy khi bắn. Khi bạn bắn thì tâm súng sẽ giật nảy lên. Bạn phải điều chỉnh tâm trở lại về mục tiêu ban đầu bằng cách kéo ghi tâm xuống và tiếp tục bắn. Cứ lặp lại quá trình như vậy từ chậm đến nhanh. Nhân tiện, nếu bạn là một người chơi gyroscope, sử dụng cảm biến con quay, thì mỗi lần bắn, bạn phải hướng điện thoại bạn xuống. Còn nếu như bạn không phải, thì bạn phải sử dụng ngón tay cái để kéo xuống như video dưới đây. Nhưng không nên kéo theo đường thẳng mà nên kéo theo đường chéo. Đó là một trick để các bạn bắn vừa nhanh lại vừa hiệu quả. Hãy nhớ rằng, khi bắn thì nên điều chỉnh lại tâm theo cách trên. Bạn nên kết hợp đồng thời việc vừa bắn vừa kéo tâm. Dưới đây là một bài tập vừa bắn vừa kéo tâm. Mặc dù có hơi lệch tâm quá so với lý thuyết, nhưng người chơi đã đang đi đúng hướng rồi. Ngoài ra thì cũng có một số bài tập khác để giúp bạn kiểm soát được độ giật của súng một cách hiệu quả hơn. Nên hãy tới sân luyện tập và lựa chọn cho mình một khẩu DMR mà các bạn thích. Nhân tiện thì cũng có nhiều bạn sẽ hỏi, vậy khẩu DMR nào là tốt nhất? Điều đó còn phụ thuộc vào ưu và khuyết điểm của từng loại cũng như độ quen tay với khẩu DMR mà bạn sử dụng. Với nhiều người, mini sẽ là khẩu dễ sử dụng nhất trong khi SLR là khẩu khó sử dụng nhất. Và đây là cách chúng ta xếp rank các loại súng dựa trên độ khó và độ giật của dòng DMR. Chúng ta hãy thử tập với khẩu mini trước. Hãy trèo lên vật này và nhắm bắn mục tiêu từ đây. Đây là một chỗ khá thuận tiện để các bạn luyện tập, trèo lên trên chỗ này và tập bắn từ đây. Hãy bắt đầu sử dụng trước với Scope X3. Chúng ta sẽ bắt đầu bắn theo các mục tiêu từ 100 cho đến 300m. Hãy cố gắng để bắn tất cả phát đạn vào hồng tâm. Ban đầu hãy bắn chậm, rồi từ từ gia tăng tốc độ lên. Kèm theo đó phải luôn giữ vững được độ chính xác lên mục tiêu. Hãy tập thật thuần thục đối với một mục tiêu, sau đó mới chuyển qua mục tiêu xa hơn và bắt đầu lặp lại quá trình tương tự. Bắn chậm từ từ rồi gia tăng tốc độ. Các mục tiêu cho bạn luyện tập trong vòng phạm vi 300m, vì 320m sẽ là khoảng cách giới hạn để nhìn thấy đối phương. Tiếp đến, hãy chuyển sang trang bị cho súng Scope X4, do Scope X4 là trang bị các bạn sẽ bắt đầu nhiều nhất và thường xuyên trong các trận đấu. Thế nên, hãy tập luyện thuần thục dòng súng DMR với 4x Scope ở mọi khoảng cách. Và bây giờ, sẽ đến phụ kiện 6x Scope. Mình cũng sẽ tập các bài tương tự như trước. Thêm vào đó, khi bạn tập bắn ở khoảng cách hơn 150m với khẩu mini, có một hạn chế là bạn sẽ bị mất đi khả năng tap nhanh. Khoảng cách càng xa thì sẽ càng cần nhiều thời gian để điều chỉnh tâm. Chung quy thì với khoảng cách 200m sẽ ổn hơn khi không tap nhanh, lúc đó bạn sẽ khó kiểm soát được độ chính xác. Nên là hãy cố gắng tap nhanh nhất có thể với độ căn chỉnh thích hợp để bắn trúng mục tiêu. Cuối cùng, mình sẽ đến với phụ kiện 8x Scope. Bài tập vẫn sẽ tương tự như các bài tập trước, nhưng có một lưu ý về chế độ bắn của mini. Khi bạn bắn nhanh 2 viên mini cùng lúc thì gần như vị trí bắn của mục tiêu 2 viên sẽ không thay đổi. Điều này cần bạn có độ thấu hiểu nhất định về mini, nhưng đây là một lợi thế rất lớn khi bạn giao tranh ở khoảng cách tầm trung, đặc biệt ở cự ly từ 150 đến 200m.
những bài tập này cũng có thể áp dụng được với các loại súng DMR khác, cũng như với các cự ly khác nhau với đa dạng các loại scope. Khi các bạn luyện tập nhiều, bạn sẽ thấu hiểu được cơ chế của các loại súng DMR và khả năng xử lý được độ giật của chúng. Từ đó, bạn sẽ biết được bạn cần chính xác mức độ nặng nhẹ để ghi tâm súng tùy thuộc theo khoảng cách và cự ly giao tranh. Đó là tất cả những điều trong video kỳ này. Hy vọng rằng video hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Hãy nhấn like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo bạn nhé. Nếu như các bạn thấy nó bổ ích, hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Thân ái và chào tạm biệt.